Một chiếc nồi ủ mà chắc chắn sẽ rất hữu dụng cho căn bếp của mọi gia đình. Dưới đây là món nồi ủ nội địa Nhật đến từ thương hiệu Thermos với model KBG4500 dung tích nấu 4.5 lít. Được thiết kế với vung đậy bằng nắp kính chịu nhiệt trong suốt với lớp đáy dày chống bám dính, cấu tạo 3 lớp dày 5mm dễ dàng truyền nhiệt và thực phẩm rất khó bị cháy khi đun nấu trực tiếp. Với khả năng giữ nhiệt chân không trong nhiệt độ cao lên đến 100 độ C, thực phẩm sẽ được giữ nhiệt ủ ấm, nên nấu hiệu quả mà vẫn giữ lại vitamin, các vi chất dinh dưỡng có trong món ăn. Từ đó giúp bạn dễ dàng xử lý những món ăn ninh nấu mà không phải quá lo lắng về thời gian kiểm soát bếp, cũng như là giảm được chi phí về ga, điện đáng kể dành cho gia đình bạn. Khả năng tương thích với nhiều loại bếp như là bếp ga, điện tử, bếp hồng ngoại, bếp halogen giúp bạn thuận tiện sử dụng mà không cần lo nguồn nhiệt không phù hợp. Các bước sử dụng đơn giản với chỉ việc đun sôi đồ ăn, sau đó đặt vào nồi ủ, cuối cùng là chờ đợi để thưởng thức món ăn sau khoảng một thời gian nhất định. Khách hàng quan tâm liên hệ qua số điện thoại Zalo 0833 884 777 để được tư vấn hỗ trợ miễn phí.